Chào các bạn, trời nắng quá. Nói dễ thôi, chỉ là đèn chói quá. Đấy, mình phải che lại cái mặt mình đẹp trai thêm tí. Rồi, trên tay mình, đây là một cái bài mới. Mình mới làm xong, nó cũng qua chắc cả tháng, hơn tháng rồi. Đó là bài Nếu Ngày Ấy mà Soobin Hoàng Sơn hát nha. Rồi, mình đã viết xít ra, hợp âm đầy đủ mọi thứ, miễn phí cho các bạn luôn. À, hướng dẫn cho các bạn đàn bài này. Rồi, bây giờ mình bắt đầu nha. Thì người ta phối, người ta viết ở tông đô thăng. Tuy nhiên mình kéo xuống nửa cung cho các bạn dễ đàn. Intro có 6 ô thôi. Họ viết thấy chưa, tay trái ầm cái ầm ầm. Càng ít nốt thì thực tế lại là càng khó đàn. À, càng khó hay ha các bạn. Rồi, cái chỗ này mình thêm cái phần dàn dây nè. À, các bạn nào thích thì đàn, còn không thích thì bỏ qua. Đó. À, rồi à, cái phần đàn của mình hồi nãy á, là mình thực tế là mình không có hoàn toàn mình đàn giống cái phần tay trái tay phải này đâu, mình cũng có biến tấu đấy. À, vì vậy các bạn cũng có thể ngẫu hứng nhưng mà tuân theo cái hòa âm của nó nha, kiểu như là pha thăng thứ mà xuyệt la giáng này này thì các bạn phải đánh cái bát là la giáng thì nghe nó mới hay được. Rồi có một số phần hay hay và mình cần phải giải thích thêm chỗ này. Rề xón đồ, đô là 1, xón là 5 thì rề là 2, thì rề xón đồ là 2 5 1. Mình thêm vào chỗ này xón chứ thực tế là trong bài nó không có ha. Rồi chỗ này. Chỗ này hay lắm nè, chỗ này hay lắm nè. Thì các bạn cũng quan sát đây là 2 5 1. Rồi đây là ô rê. Thì trước đó là ô pha. Thì từ pha mà xuống rê người ta chen chính giữa là mi, pha, mi, rê, thấy chưa? Để xuống đều chưa? Vậy thì người ta chen thêm chính giữa chỗ này là mi giáng giữa mi với rê thì nó có xuất hiện được cái hợp âm này. Đó. Rồi. Tiếp theo, thần điệp khúc cũng không có gì đáng nói. Rồi. Đó, cái này là la này, xong rồi xuống la giáng 7 để xin lỗi son 7 thì xuống pha. Son 7 xuống pha là dùng nửa cung ở trên mình bắn xuống đây. Đấy. Rồi, tới cái phần này thì kết thúc hết cái phần điệp khúc rồi. Nó sẽ quay trở lại sau cái câu này. À, cái câu này thì thường theo người ta dùng giang tấu. Sau khi mình đàn hết một lần là mình dùng giang tấu để quay trở lại đúng không?
Thì bài này nó không dùng nhân tấu, nó chỉ dùng có 1 ô, 2 ô, 3 ô. Thì 3 ô này thì gọi, người ta gọi là turn around, tức là giống như mình lái ô tô, mình chạy tới đây và mình quay đầu xe ngược trở lại. Đã turn around ha. Nó ngắn quá mình không có dùng gọi là nhân tấu được, gọi turn around. Dùng turn around á, cái này trong nhạc jazz nó hay sử dụng cái turn around này lắm. Đó. Và đây mình cũng nghe mình viết lại cái phần hòa âm cho nó đúng cái bài phối của họ. Chỗ này cũng hay. Nếu mà các bạn không đàn quen thì có vẻ chỗ này khó. À, cố gắng tập ha. Son 7 dáng 9 nha, dáng 9 nha. Ok. Rồi sau khi cái phần turn around này nè, mình sẽ quay trở lại cái phần có cái dấu xin này. Đấy. Rồi mình sẽ đánh tới cái dấu coda. Rồi mình nhảy thì mình tìm thêm cái dấu coda tiếp. Đây, tới đây. Thế là mình bỏ cái đoạn turn around nhá, mình nhảy thì tới đây. À, thì các bạn quan sát nè. Đó, trước cái dấu coda pha thứ. Đó. Bam 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 bam. Đó, bam 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 bam. Thì thay vì là nó kết ở đô thì nó chuyển sang một chỗ mới này, nó đánh là la thứ. Đó. Đó, đây là la thứ nha các bạn. La thứ. Rồi nó triển khai thêm một cái câu mới tinh. Đấy. Rồi câu mới tinh. Thì sau hết cái câu này nó mới vào trở lại cái phần điệp khúc là rồi tới đây thì nó bắt đầu nó nâng lên nửa cung. À, cái bài này nó khá là độc chiêu rồi, là thường rồi ha. Độc chiêu chưa? Đó rồi, bây giờ mình sẽ đàn nguyên cái đoạn sau cho các bạn xem nha. Sau đó nó nâng lên nửa cung. Rồi cái phần lên tông các bạn tự dịch tông các bạn đàn nha, cũng dễ thôi, không khó đâu. À, cố lên. À, mình học mà, mình học là mình phải cố gắng mình tìm hiểu thêm chứ không phải là cái gì mình cũng chỉ hết thì không có giỏi được ha. Các bạn phải cố gắng, phải tự tìm tòi mày mò. Các bạn xem là bây giờ là 1 giờ đêm rồi, buồn ngủ lắm rồi. Ok, hy vọng là các bạn đàn mỗi ngày mỗi hay hơn, mỗi ngày mỗi khá hơn và mỗi ngày mỗi học thêm được những cái điều mới, cũng như là cố gắng chia sẻ những cái điều bổ ích cho nhau, cho những người khác. À, mình cũng đang cố gắng mình thực hiện cái điều đó. Hy vọng mình cũng gặp được những người khác sẽ chia sẻ những cái điều tốt cho mình. Ok, cảm ơn. Chúc các bạn ngủ ngon. Xin chào.